Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Học Kinh doanh Chứng khoán, và đây là chuỗi video 365 ngày giao dịch chứng khoán Việt Nam. Và như các bạn thấy thì ngày hôm nay thị trường một phiên cuối tuần và thị trường đã xuất hiện một cái lực giảm khá là bất thường so với những cái đợt điều chỉnh trong tuần trước. Cái khối lượng giao dịch cũng khá là lớn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung đi vào phần này cũng như là đánh giá nhận định một cổ phiếu mà hôm qua chúng ta lựa chọn, cũng như là định hướng xem là có tiếp tục giữ lệnh chờ mua hay không. Và thêm vào đó là chúng ta sẽ lọc các cổ phiếu để có thể đầu tư trong giai đoạn tới. Đầu tiên là chúng ta sẽ phân tích cái chỉ số VN Index này. Chúng ta có một sự tích cực ở đây khi mà ngày hôm qua là một cây nến xanh, và với giá đóng cửa và giá cao nhất nó trùng với nhau. Tuy nhiên là sang đến ngày hôm nay thì nó chỉ tăng giá một chút vào đầu phiên trước khi thị trường giảm mạnh và đến vùng hỗ trợ luôn. Đó thì cái mức giảm này là một mức giảm tương đối lớn, nó bao trùm toàn bộ những cái phiên giao dịch trước đó. Tức là nếu như bạn nhìn trên khung tuần ấy thì bạn sẽ thấy khung giao dịch thứ nó sẽ biểu đồ nó sẽ như thế này này. Đấy, biểu đồ nó chuyển thành một cây nến buông ngược và có một chút dâu nến ở đây. Nó cho thấy là trong tuần giao dịch đó thì thị trường đã được kéo lên. Tuy nhiên là vào đúng đến hôm thứ sáu vừa rồi thì thị trường đã không giữ được mức tăng trưởng nữa, và cái việc tăng trưởng này nó chỉ lên được cái vùng kháng cự này thôi. Điều này là điều tiêu cực nhé. Hiện tại thì kết thúc tuần là một sự tiêu cực đó, và cái sự tiêu cực này dẫn đến điều gì đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn xem trên toàn bộ thị trường ra sao, phản ứng của toàn bộ thị trường ra sao trên cái bộ lọc của mình nhé. Đây thì bạn có thể thấy là cả cái bộ lọc của mình thì trong ngày hôm nay chỉ có 19 mã tăng thôi. Đó, 19 mã tăng. Nó thấp hơn rất nhiều trong so với cái những cái ngày vừa trước đó. Đấy. Thị trường giảm giá mạnh thì tất nhiên là những cái mã cổ phiếu nó tăng nó sẽ giảm đi. Và cái sự suy giảm này là suy giảm đồng đều trên toàn bộ thị trường chứ không phải là kéo vào một vài cổ phiếu nhá. Các bạn lưu ý điều này. Nó cho thấy là cái xu hướng của thị trường nó đang bị áp đảo bởi xu thế bán ấy. Thì vị trí bán này rất nhiều khả năng nó không hẳn là chốt lời đâu, mà nó có cả cắt lỗ ở đây. Đó, các bạn thấy là cái giai đoạn khối lượng này, đó, những cái phiên bán khối lượng lớn hơn rất nhiều khối lượng những phiên mua vào. Điều này nó dẫn đến cái vấn đề là lượng cổ phiếu bán ra nhiều hơn cái lượng cổ phiếu mua vào. Đó, thì hiểu đơn giản như vậy. Thì khi mà bán ra nhiều như thế thì chắc chắn là nhiều người đã cắt lỗ rồi, chứ không phải không thể nào là chỉ có chốt lời giai đoạn này được. Đó. Thì chúng ta có thể chờ mong điều gì ở đây? Mình sẽ thử bật cái chỉ báo RSI lên để xem là chúng ta có thể xuất hiện hội tụ hay quá trình phân kỳ không nhá. Thì hiện tại là chưa xuất hiện RSI hội tụ, RSI hội tụ là nhà ví dụ như đoạn này. Đây, cụ thể hơn thì bạn sẽ thấy đoạn này này. Đấy, đây là sự hội tụ này. Hội tụ, tia sáng hội tụ là các cái chùm sáng nó hội gặp nhau tại một điểm đấy thì nó gọi là hội tụ. Đây, trong cái trường hợp này bạn có thể thấy là thể hiện thị trường là phía trước đó giảm rất mạnh này. Sau đó biên độ giảm của thị trường nó không mạnh như vậy nữa. Nó dẫn đến là cái quá trình là mức độ suy giảm của RSI yếu hơn so với mức độ suy giảm của giá thì dẫn đến quá trình hội tụ. Đó. Mà sau quá trình hội tụ này thì giá nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên để bắt đáy phân kỳ hội tụ thì các bạn có thể xem một cái bài viết trước của mình để hiểu được cái về cái vấn đề này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần là tìm kiếm các cổ phiếu có thể mua được trong cái xuất hiện trong ngày 17 tháng 11, cũng như là để bắt đầu mua vào trong tuần sau đấy. Giờ đây mình sẽ bắt đầu lọc những cái cổ phiếu này trước. QCG nó không thuộc mẫu hình mà mình quan tâm nên là mình sẽ không mua nhiều, tức là mình sẽ không để ý những cái mã đó. Và các bạn cũng lưu ý một điều nhé, tức là mặc dù bởi vì mình phân tích tất cả những cái mã tăng trong cái giai đoạn đó mà có thành quả, nên là mình sẽ bỏ qua rất nhiều mã cổ phiếu có thể là mang lại lợi nhuận cho các bạn đấy. Nhưng mà với phương pháp của mình thì mình sẽ không tập trung đi vào những cái cổ phiếu đó. Mình chỉ cân nhắc và đợi trong cái giai đoạn nhất định thôi. SSC liệu
có phải là một cái cổ phiếu mà đáng quan tâm không? Sự phục hồi khá là mạnh của SSC so với cái đợt suy giảm. Mình sẽ lưu ý nó vào đây và lát nữa thì chúng ta có thể sẽ gặp lại nó nhé. SSC đúng không? VNC. VNG siêu cổ tức. À, PDR là cái mã mà hôm qua mình đã quên mất đấy. Đã lãng quên mất trong ngày hôm qua. Đó, trong cái buổi phân tích hôm qua thì mình đã quên mất cái mã này. Và khi mà nó vượt như này thì đáng lẽ ra mua giá ATO, tức là bạn sẽ mua được ở đây. Thì tuy nhiên là bây giờ hiện tại thì nếu mà để so sánh với tiềm năng giá thì nó vẫn còn phía trên này, nó không có khoảng trống và không việc không có trở ngại như này dẫn đến cái việc tăng giá rất là dễ thôi. Đó, nó không gặp phải trở ngại gì nhiều. Tuy nhiên là mình sẽ cứ quan sát ở đây đã, tí nữa sẽ phân tích sau. PDR đúng không? Đúng rồi, PDR. Hôm trước thì mình nhầm sang DPR. Thế thôi bỏ qua mã đó luôn. NKG. KBC. KBC thì cái việc suy giảm này nó quá mạnh nên là nó sẽ có khá là nhiều trở ngại ở đây. BAF. Ở BAF thì mã này trước đây là có một cái giai đoạn điểm mua ở đây này, và bây giờ nó vượt đỉnh rồi thì chúng ta có thể cân nhắc xem cái nền giá này nó có tạo được, nó có tích lũy đủ khoảng thời gian để tạo nên một nền giá phẳng không. Thì cái mã BAF này mình sẽ lưu ý ở đây để chúng ta có thể theo dõi tiếp. PVC, ITC. ITC. ITC hôm qua mình phân tích nhỉ, mình cũng không biết là có lọc được mã này không. Cũng có thể là có không, kệ, bỏ qua đi. Hiện tại thì nó vẫn còn rất nhiều những cái trở ngại phía trên, ngoài ra điểm Pivot Point đã bị bỏ qua rồi. Pivot Point đây 10,4 này. Đã bị bỏ qua rồi thì mình sẽ không quay lại nữa. VSC. Okay. Như vậy thì hôm nay chúng ta cũng sẽ khả năng cao là chúng ta sẽ không mua được cái gì đâu. Tuy nhiên là chúng ta có một số cái theo dõi để có thể nắm vững. Thì hôm qua là đó, mình đã đặt lệnh chờ mua TIG khi giá vượt được 11,9 và hôm nay nó đã không vượt được đúng không? Rồi ok, thì mã này chúng ta vẫn sẽ quan sát thôi. Và cái lệnh đó thì vẫn có thể giữ được cho đến thứ hai. Sau đó thì chúng ta tiếp. Bạn thể thấy là cái khối lượng những cái đợt tăng giá mạnh ấy, thì nó vẫn diễn ra với cái khối lượng lớn đó, và cái đợt giảm giá mạnh thì nó không gây ra nhiều cái sự giảm giá ở đây. Đấy, tăng giá không tăng được chứng tỏ ở đây là mặc dù được kéo rất nhiều nhưng mà nó cũng không tăng được, nó có thể chờ đợi một cái giai đoạn nào đấy, một chờ đợi một cái điều gì đấy. Thì hiện tại người ta vẫn giữ, mình vẫn giữ nguyên quan điểm như vậy, tức là chúng ta vẫn chờ chờ nó break khỏi nền giá thôi. Còn nếu như mà cái vùng giá 11 này bị phá vỡ thì có lẽ là lệnh này sẽ hủy đi. Hủy đi không tham gia nữa. Còn mà SSC này.
ETC đây chúng ta có một điểm phá pivot. Nếu như bạn nhìn trên cái khung ngày nhé, thì cái nền giá này là nền giá biến thể của nền giá phẳng. Biến thể của nền giá phẳng này nó sẽ còn có một góc đi lên, và bạn nên tham gia những cái cổ phiếu biến thể này khi mà thị trường là thị trường thuận lợi, thị trường tăng giá. Còn giai đoạn này thị trường đang bất ổn thì vẫn phải chờ thêm thôi. Còn nếu mà bạn nhìn trên khung tuần này, khung tuần thì nó tạo ra một cái phần hộp hộp phẳng này đó, thì rất có thể chờ đợi một cái đợt phiên tăng giá và test retest lại để mua thôi. Thì đấy là nếu mà bạn muốn mua theo kiểu kiểu đó. Còn đối với cái khung tháng này thì khả năng rất cao nó sẽ có 1 đến 2 phiên tăng trưởng để thuận lợi. Một tức là 1 đến 2 nến tăng trưởng nó rơi vào khoảng 1 đến 2 tháng ấy, tức là đến tháng nó sẽ kiểu như thế này này, bạn sẽ nhìn thấy kiểu như này, có một điều chỉnh sau đó thì nó sẽ tăng khoảng tầm 3 nến, tăng khoảng tầm 3 phiên giao dịch. Chính xác là tăng không phải 3 phiên giao dịch mà tăng khoảng 3 tháng. Tính đây là tháng 11 này, tháng 12, tháng 1 năm sau, tức là nó tăng đến khoảng tháng 1 năm sau. Đấy, đấy là về trên lý thuyết thôi. Còn thực tế thì mình không ưa thích cái nền giá đấy lắm. Thì nó sẽ phải dừng lỗ khá là rộng, dừng lỗ từ giá 31, 39, dừng lỗ 31 thì tỷ lệ nó khá là cao. Đấy, tỷ lệ hơn 20% giá, đúng không? Rồi thì cái khối lượng bạn mua vào nó sẽ chấp nhận là mua nhỏ thôi. Rồi thế thì mình sẽ quan sát ETC thôi chứ mình sẽ không mua nó. Rồi, PDR. PDR thì việc mình vẫn cân nhắc là cái mã này có mua hay không. Tại vì bạn biết là cái điểm pivot của nó ở đây, thời điểm mua ở đây là thời điểm thuận lợi. Mua ở đây hoặc là mua ATO là một thời điểm thuận lợi. Tuy nhiên thời điểm này mua vào thì nó đã có một chút chênh lệch rồi. Chứ nó không nhiều nhưng nó đã có chênh lệch, và phải cái khoảng dừng lỗ này nó sẽ là khá xa. Thì mình cần tìm thêm một số cái thông tin để xác nhận lại xem là liệu rằng mã DPR này nó có tạo ra những cái biến chuyển gì tốt không. PDR ấy. Đó, PDR thì xem là ví dụ như là tình hình kinh doanh của nó thuận lợi chẳng hạn. Tại vì bạn biết là giai đoạn mà bây giờ thì trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua hay, nó cho thấy là thị trường nó đang tiêu cực rồi. Và đây bạn nhìn này, về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường đã tiêu cực rồi, và có thể thấy là trong vài phiên nữa thị trường nó sẽ tiếp tục tiêu cực, còn thời gian xa hơn thì nó là một cái điều rất khó để dự báo. Đấy, vì thị trường là chúng ta, thị trường không thể biết mà, không ai chắc chắn được cái điều là thị trường ngày mai làm sao. Ngoài ra thì còn một tháng nữa để nó đang ở cái vùng kháng cự hỗ trợ, vùng này vùng phản ứng, mình không biết được nó sẽ phản ứng đi đâu. Nó còn khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng nữa để biết được là chính xác là phản ứng này nó sẽ chuyển động ra sao, nên là mình cũng không quá vội trong cái việc là sẽ xử lý như thế nào. Đấy, vào phân tích tài chính để xem là cái tình hình tài chính của nó ra sao này. Đây, tài chính thì vẻ đang xuống dốc ạ. Không có gì đặc biệt theo quý cả, không có gì đặc biệt để thể hiện rằng nó sẽ tăng, mặc dù bạn biết là cái động thái tăng của PDR này nó có thể xuất hiện từ cái việc là được khối lượng mua ở đây, khối lượng bắt đáy rất là nhiều, dẫn đến việc là người ta ít bán ra nó sẽ tăng lên thôi. Tuy nhiên là bạn có thể những khối lượng kiểu đợt trước như này thì mình không cho rằng nó là một cái khối lượng tốt để thuận lợi để có thể nghĩ đến chuyện là nó sẽ tăng giá trở về vượt vùng đỉnh cũ chẳng hạn. Đó là một cái điều rất xa vời và chúng ta cần chờ thêm nhiều những cái phản ứng nữa để xem nào. Các cái tin tức của sự kiện thì sao? Vay à, tiếp tục mở những dự án mới.
À, đây có thể thấy là cái sự phục hồi nó đến từ bán dự án. Như vậy thì cái bán dự án này nó sẽ mang lại yếu tố tích cực trong ngắn hạn. Ở trong ngắn hạn thì bạn sẽ có VDR sẽ có nhiều tiền hơn cho những cái chương trình hoặc là việc chia cổ tức của, nói chung là các cái dự án hoặc kế hoạch. Tuy nhiên là trong dài hạn thì cái một cái khoản thu từ cái việc cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp Phát Đạt này nó đã biến mất đi, và nó giống như kiểu là đang thu hẹp quy mô bán tài sản này. Thì cái điều này nó không thật sự là tốt cho cái quá trình dài hạn nếu như không có kế hoạch nào hoặc là cái dự án nào thay thế. Mình cho rằng là với cái mức giá hiện tại chúng ta cũng phải không phải cân nhắc gì nhiều. Tuy nhiên là trong cái đầu cơ hiện tại mà mình đang phân tích ấy, thì cần lưu ý thị trường, cần lưu ý thị trường. Hiện tại với mình thì mình sẽ không mua mã này. Mình cần ken ke lại điểm mua thì nó đã qua mất rồi. Và kể cả nếu mà bạn đã mua thì nên để lưu ý cái điểm dừng lỗ tại 25.8. 25.8. Đây là vùng quan trọng. Tại vì nếu mà ở đây nó tăng, nó tăng liên tục thì nó có thể nhanh chóng lên đến cái vùng này. Nhanh chóng lên đến đây. Nhưng mà nếu mà nó không tăng ấy thì nó sẽ có một giai đoạn khá nhanh nó sẽ điều chỉnh về trở lại vùng dưới này, về cái vùng hỗ trợ kháng cự này, và nó mất rất rất nhiều thời gian đây, thì thà rằng bạn bỏ thời gian đó đi để bạn kiếm những cái phiếu khác. VDR cũng không phải là mã mà chia cổ có chia cổ tức tiền mặt nhiều để bạn có thể chống cự theo thời gian. Thậm chí cổ tức của nó là cổ phiếu, thì bản chất cổ phiếu nó không tạo nên sự thay đổi của giá, nó cũng không tạo nên cái gì để bạn có thể rút ra cả. Cổ phiếu phát vô hạn thì bạn cũng chẳng nhận được gì, còn nếu mà tiền phát vô hạn ấy thì sẽ đến một lúc mà bạn toàn bộ số cổ phiếu bạn mua vào nó sẽ có đơn vị giá là bằng không, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ bất kể từ một cổ phiếu nào bán ra là có lợi nhuận. Và thậm chí nếu mà với một doanh nghiệp chưa cổ tức nhiều và đều đặn thì cái việc mà bạn bán ra ấy, nó không có lợi bằng việc là bạn nắm giữ lâu dài để hưởng thêm cổ tức từ nó. Đây, với BASF thì mình cho rằng là nên chờ thêm khoảng tầm vài phiên nữa, hoặc khi mà nó phá đỉnh. Chắc là nếu mà thuận lợi thì sang tuần sau. Còn nếu mà không thuận lợi và nó vẫn điều chỉnh trong khu vực này thì khoảng tầm đến giữa tuần. Giữa tuần là chúng ta có thể đặt lệnh mã BASF này. Đấy, giữa tuần là chúng ta có thể đặt lệnh với mã BAF. Ok. Rồi, ngoài ra thì mình cũng có thêm một số cái thông tin cho các bạn ở đây về đầu tư theo cái trường phái là hưởng cổ tức. Thì chúng ta có mã PAT. Mình đọc báo thấy rằng mã này đang có một cái kế hoạch chịu cổ tức khá là cao. Đây. PAT. Đây, thông báo về việc là hưởng cổ tức. Bạn thể thấy là tỷ lệ trả cổ tức là 90%, tức là 9.000 đồng trên một cổ phiếu. Ngày thanh toán là 18 tháng 11 và ngày đăng ký cuối cùng là 20 tháng 12. 20 tháng 12 tức là còn một nửa tháng nữa. Và nền giá này thì cũng khá là thuận lợi, và nếu mà nó tăng ở đây thì các bạn có thể nó vượt được cái vùng giá này, vượt được giá 98,1 thì các bạn hoàn toàn có thể mua vào dừng lỗ ở dưới này thôi. Và theo mình thì nếu mà bạn muốn hưởng cổ tức thì bạn cứ giữ cho đến qua đợt cổ tức đi, cứ giữ hết vào chung vùng giá đấy, là mua theo kiểu mua hưởng cổ tức. Nhưng mà với cổ phiếu này thì mình không nghĩ rằng bạn nên mua ở giá trên 100.000 đâu đó. Còn với việc mà bạn đầu tư ngắn hạn, nếu mà nó vượt qua cái qua này thì hãy lưu ý bán trước ngày, bán trước khi cho cổ tức để tránh bị cái rủi ro về thời hạn lưu giữ vốn, tại vì cái cổ tức này nó mất khoảng tầm 1 tháng nó mới về cơ. Đấy, thì trong vòng 1 tháng đó thì cái số tiền mà cổ tức đấy thì bạn đã chuyển đổi thành việc bán cổ phiếu đi hưởng chênh lệch giá rồi, khi chia cổ tức giá nó bị chia mà và bị giảm thêm 5% nữa, nên là bạn lưu ý cái phần đó. Nhưng mà đây là công ty con của DPG, hóa chất Đạt Phương.
Và cái công ty con này thì mình nó là khai thác khoáng sản mà mình cho rằng là nó sinh ra là để trả cổ tức cho công ty mẹ thôi, chứ nó cũng múc sản, gọi là múc khoáng sản đi bán thôi. Nhưng mà về dài hạn thì mình tin rằng nó vẫn trả cổ tức liên tục, mặc dù cái tình hình tài chính á, được thông báo trên báo chí và các thông tin là nó suy giảm, giảm rất nhiều. Nhưng bạn phải biết ở đây này, để mình cho bạn xem mã PDR này, à mã PAT này. Đó, mặc dù tình hình tài chính trong cái hồ sơ tài chính của nó bị giảm, nhưng mà cái tỷ lệ giảm của nó này, đây là cái mức thu nhập trên một cổ phiếu này là 16.000, đúng không? 16.000 và nó chi trả cổ tức 10.000 thì nó cũng không phải là mức quá cao. Đấy, 21.000 chi trả 10.000, ví dụ như vậy. Tức là cái mức lợi nhuận nó làm ra nó rất là lớn, nó đủ cái chi trả cho cổ tức và các cái chi phí khác, nên là không phải quá lo lắng về việc là giai đoạn này nó không chi trả được cổ tức. Tuy nhiên là trong cái thời đoạn giai đoạn tiếp theo, tình hình là kinh doanh của doanh nghiệp nó không có gì khả quan chẳng hạn, nó ngày càng đi xuống, thì có thể cái mức chi cổ tức đấy nó sẽ gặp phải những cái vấn đề về việc khả năng thanh toán cổ tức. Còn trong cái tạm thời thì cái mức cổ tức này mình thấy rất là cao, mỗi lần phát nó khoảng rơi vào khoảng 10.000 đấy. Và cái đây chỉ là cổ tức 2022 thôi, 2023 chưa bắt đầu chi cổ tức. Và nếu như mà nó đều như thế này chẳng hạn, bao thì bạn có thể thấy là nó rơi vào khoảng 30% cổ tức mỗi năm so với giá 100.000, và 30% đấy thì nó cực kỳ cao so với cái thị trường chứng khoán Việt Nam và cả trên thế giới luôn. Bạn biết là thị trường chứng khoán Mỹ thì nó chỉ có đâu đấy phát cổ tức chưa đến 1%. Và đấy là tất cả những cái gì mà mình đã phân tích trong cái ngày hôm nay. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.